Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đến nay 57 ngôi nhà ở thị xã Mỹ Hào đã được hoàn thiện từ chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo theo đúng kế hoạch. Vì hoàn cảnh gia đình, chồng bỏ đi, con trai mất do bệnh hiểm nghèo, bà Nguyễn Thị Dung, 56 tuổi, ở xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, phải một mình nuôi cháu nội đã gần 10 năm nay. Tuổi già, sức khỏe yếu nên mơ ước tích góp để xây dựng được một ngôi nhà mới thay thế gian nhà cấp 4 xuống cấp của gia đình vốn không phải điều dễ dàng. Thế nhưng, tháng 6 năm nay, những viên gạch đầu tiên của ngôi nhà mới đã được xây lên từ chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Với 80 triệu đồng từ tỉnh, địa phương trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ 5 triệu đồng cùng một phần giúp đỡ từ gia đình, hai bà cháu này đã được ở trong ngôi nhà ba gian vững chãi, kiên cố. Đứng mũi chịu sào, hai bà cháu nuôi nhau đến bây giờ thì được nhà nước mà quan tâm gia đình, tôi rất là cảm động. Sau khi làm cái nhà này xong thì hai bà cháu rất phấn khởi, nghĩ rằng là có một tương lai mới, đổi mới cho hai bà cháu. Bà Dung chỉ là một trong bốn gia đình người có công hộ nghèo ở xã Xuân Dục được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ xây nhà ở. Đến nay, cả bốn ngôi nhà đều đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng xong trước kế hoạch. Để làm được điều này, có sự vào cuộc tích cực của cả chính quyền địa phương và sự chung tay của toàn thể nhân dân. Nhờ sự chỉ đạo đúng đắn của ban chỉ đạo và sự tuyên truyền đúng mục đích ý nghĩa, tiến tới sự đồng thuận của nhân dân, chung tay để các công trình, các hộ hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Ngay từ khi phát động chương trình, thị xã Mỹ Hào đã tích cực triển khai với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, làm thế nào để các ngôi nhà được hoàn thiện sớm nhất, giúp người có công, hộ nghèo yên tâm lao động sản xuất. Sau hai đợt triển khai, 57 ngôi nhà đã được xây dựng hoàn thiện với tổng kinh phí hỗ trợ trên 4,5 tỷ đồng. Trong đó, có 27 ngôi nhà cho gia đình chính sách người có công và 30 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn. Đến nay, 100% công trình đã được xây dựng xong. Các ngôi nhà xây mới đều đảm bảo các tiêu chí an toàn phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Chương trình xây dựng nhà hỗ trợ cho người nghèo, người có công là một cái chính sách rất là nhân văn, được dư luận và xã hội rất là ủng hộ, đồng tình. Các cái bước tiến hành giải ngân thì trực tiếp chúng tôi cũng xuống động viên thì các hộ gia đình rất là phấn khởi, yên tâm. Mỗi ngôi nhà được xây dựng không chỉ là hạnh phúc của chính gia đình thụ hưởng mà còn là niềm vui của chính quyền, nhân dân các địa phương khi mục tiêu giảm nghèo đa chiều được thực hiện hiệu quả, an sinh xã hội, đời sống của người dân ngày một nâng cao.